Thì cái món này làm cực công không chị? Cực đi, tại nhiều công đoạn. Nhìn nó đơn giản mình tưởng như thịt kho nhưng không phải, nó có nhiều vị. Mọi người sẽ nghĩ là nó giống như là thịt heo quay xong kho. Đúng rồi, Nhưng mà thực tế không phải là quay đúng không? nhưng mà ăn vô đi mình từng lít đi mình mới hiểu được là cảm giác của nó như thế nào. Đúng rồi đó. Hello cả nhà kênh Phố Xá Sài Gòn ha cả nhà ơi, đây Thuận đang có mặt ở quán cơm Tấm Khâu Nhục. Một cái món ăn mà rất là gợi cho mình nhớ tới cái tuổi thơ của mình, là hồi xưa hồi còn nhỏ ở nhà thì bố mẹ cũng hay nấu cái món này, mỗi dịp Tết hay là cái dịp lễ Tết gì đó ở quê mình thì cũng hay nấu món này. Tuy nhiên nhiều năm trở lại đây khi mà mình sống xa nhà thì không còn được ăn cái món này nhiều nữa, đó là món khâu nhục ha cả nhà. Thì hôm nay tình cờ đi ngang đường Cách Mạng 8 này thì thấy có chị này chị bán cơm tấm khâu nhục ha cả nhà. Thì mình cùng vào Thực ra là hôm qua mình cũng đã ăn rồi, nhưng mà ăn vào cái giờ khuya á, cái quán của chị đã gần dẹp rồi cho nên là nó có rất là ít đồ ăn cho nên là chưa có quay. Thì hẹn là hôm nay quay lại để quay vào cái giờ sớm là khoảng 6 giờ rưỡi á cả nhà. Thì là quán của chị mới mở thì chị sẽ bán từ 6 rưỡi cho tới khuya ha. Thì cả nhà cùng vào ăn thưởng thức cũng như là khám phá coi cái món khâu nhục này thì sẽ được thực hiện như thế nào ha. Đó, quán của chị thì cũng khá là đơn giản thôi, ngay chợ Hòa Hưng ha, đó đối diện chợ, trước mặt chợ luôn. Thì chị bán ở đây vào buổi đêm ha, khi mà chợ ngưng hoạt động ban ngày thì ban đêm chị sẽ ra chị bán. Và đây là cái nồi khâu nhục đó, nhiêu đây thôi mà hồi hết là mình sẽ bổ sung thêm đúng không? Đó, dở lên coi. Ồ, chấn động nha. Ủa, là cái này mới bỏ vô á hả? À, nó còn gọi là đóng. Đó là mình nấu sẵn ha. Xong rồi ra đây mình hâm nóng. Bán tới đâu hâm nóng tới đó. Cái này là giống như là người ta có sẽ là mua hộp thức ký người ta đem về nhà, hiểu không? Người ta mua cơm À. rưỡi cơm, còn này người ta mua đem về nhà nữa. Ủa chị, là cái này là mình có thể mua mua ký mà cũng mua lặn luôn. Đúng rồi, Nó tại giống như là vì thịt đông á. có bán lẻ. Đúng rồi, À, là cái này giống như thịt đông cả nhà. Đó. ví dụ như người ta mua nguyên hộp đem về, Ồ. còn còn chị đây là hấp lên là để bán cơm, mà muốn mua À. nóng thì mình hấp nóng, hấp lạnh để vậy đem về, mà muốn ăn nhiều đấy ra nhiêu. À, vậy là chị ở nhà chị đã nấu rất là nhiều cái phần như vậy để mà bán, ai mua bán. Và cái này là hấp nóng để phục vụ ở cái quán ở ngoài đường này ha. Wow, cái này mình làm mỗi ngày mình làm nhiều không? Mỗi ngày mình làm nhiều, tại đâu họ tại cái nó hơi cực là không có ít được, phải Ừ. tiền ra từ ví dụ như 10 ký trở lên, ví dụ Ồ, một lần làm 10 kg trở 10 lên. ký đúng không? Từ 10 ký trở lên. Ồ. Thì nói về cái món khâu nhục này thì nhiều người cũng sẽ chưa biết nó, chưa hình dung nó như thế nào. Đúng rồi, Tại vì có người sẽ chưa ăn bao giờ luôn á, đúng chính xác, không? có nhiều người chưa chưa thưởng thức được cái mùi. Thì cái món này làm cực công không chị? Cực đi, tại nhiều công đoạn. Ừ. Chứ nhìn nó đơn giản mình tưởng như thịt kho nhưng không phải, nó có nhiều vị. Mọi người sẽ nghĩ là nó giống như là thịt heo quay xong kho. Đúng rồi, Nó hơi hơi giống. đúng rồi, Tại vì nhìn cái da của nó giống như là được quay đúng rồi. rồi. Nhưng mà thực tế không phải là quay đúng không? Nhưng mà ăn vô đi mình thử lít đi mình mới hiểu được là cảm giác của nó như thế nào. Đúng rồi đó. Nó khác biệt. Ôi ôi, là bán cái này lâu chưa? Gần 2 năm rồi. 2 năm là bán món này ở đây luôn hả? Đúng rồi, Ồ, là cái hồi ra đây là bán luôn ở đây hay là bán chỗ khác xong dời về đây? không mình mở đây ra luôn, bán ở đây luôn, tại vì cái Ồ. món này nó lạ lắm, có nhiều người Nam mình đây họ chưa biết ăn đâu, Dạ. thì lúc Thì đầu bán cũng chậm lắm, người ta chưa biết ăn, tại vì người ta cứ nghĩ là như thịt kho vậy thôi, chứ không có khi nào thử vô mùi vậy thì họ mới biết được nó khác biệt như nào. Thực ra cái mùi vị của nó rất là đặc trưng luôn cái món này. Nếu mà đặc trưng hơn nữa là nó sẽ hơi có vị thuốc bắc hả? Đúng rồi, nó sẽ nặng mùi, tại vì À. mình theo số đông của người Nam, còn nếu mà đúng là của nó là cái mùi nó sẽ mặn đậm hơn. Tại hôm qua buổi đêm muộn em có ăn thì em thấy là nó cũng kiểu nó cũng bớt cái vị đặc trưng quá của nó lại rồi, để cho nó hơi dễ ăn hơn. Thì cái thời điểm đầu bán món này mọi người hơi lạ thì bán có được không? Cũng lạ
ra tại cái gì có nhiều người mà ở quận 5 á, họ có ăn rồi họ biết. Cũng có. Tại vì ngoài món này thì chị cũng có bán đây nè cả nhà. Cơm tấm bình thường ha, có sườn nè. Đó. Đó, quán của chị cũng có cái không gian để cả nhà ngồi lại ăn rất là thoải mái ở đây ha. Những cái phần bình thường thì bán như thế nào? À, sườn không thì 35.000. Ví dụ như trả thêm là 5.000. Rồi. Trứng 5.000, bì 5.000, có lạc xưởng tươi trứng muối là 15.000 một cây. Còn cái phần đang bốc khói thì là bao nhiêu? Rồi. 40 một phần. 40 một phần khấu nhục. Đúng rồi. Ôi, của chú con. Đây cái nồi cơm của chị lúc nào cũng nóng hồi hồi ở kế bên ha. Lúc nào cũng bốc khói. Có lửa nè, đó. Có. Lạc xưởng chả có thêm gì không? Hấp liên tục luôn. Lạc xưởng chả có thêm gì không? Cái nào? Sườn chả là thành 35 hả? 40. 40 ha. Đây 35 chứ 5.000 chả nó là 40. Ơi. Con đi ra đi. Bưng đi con. Một đêm bán nhiều phần này không chị? Tùy nói có nhiều khi 40, có khi là 50, người ta mua thêm cũng không nói được. Tầm độ từ 3 đến 4. Đó chị là phải hấp nóng liên tục với cả nhà cho nó nóng, thôi là nóng rồi. Nhíp mắt. Đó luôn. Biết rồi. Các chị bán những cái phần bình thường ha cả nhà. Một hồi có ai ăn thì mình sẽ quay một cái dĩa cho cả nhà cùng xem. Với lại tí xíu mình cũng sẽ ăn một phần để cho cả nhà cùng thưởng thức ha. Đó của chú đó đúng rồi đó. Đó buổi đêm có con trai phụ chị bán. Chồng chị thì áo màu xanh dương kìa ha. Đó cả nhà đi quây quần rất là dễ thương luôn. Cái của con to hơn. Đúng rồi, Phát nó không ăn, nó chỉ ăn nước mỡ thôi. Chủ ơi, Phát nó không ăn rau. Chị ăn gì á? Dạ. Dạ rồi. Rau dưa canh đầy đủ không chị? Canh súp. Ở đây địa chỉ là 539 Cách Mạng Tháng 8. 539A. Ngay trước chợ Hòa Hưng, rất là dễ kiếm cả nhà ơi. $35.000 á chị ơi. Dẹp đi con. Chị cái thịt để làm cái món này chủ yếu là ba rọi đúng không? Đúng rồi, ba rọi mà ba rọi rút sườn. Rút sườn. Cái độ dày nó mới có, còn ba rọi kia nó mỏng. À. Mình phải là rút sườn. Nó là khi cái giá thành nó cũng hơi cao. Là ba rọi cái phần mà có sườn á đúng rồi, không? Rút cái cọng nó ra nó mới đủ độ dày, hiểu không? Ờ. Có gì đó nó độ dày. Còn cái kia nó mỏng lắm, cái ba sườn mà người ta lóc ra lấy cái sườn non đi thì nó sẽ mỏng. Mình phải đúng ba rọi ốc sườn nó mới có độ dày. Đây, mình gắp một vài miếng này đó để cho cả nhà cùng xem. Trời ơi, cái mỡ nó lóng lánh đạo. Đó, ôi, nó có mấy lớp luôn. Tại vì nó phải đúc sườn mình mới làm được cái món này. Dạ. Yeah. Ôi ôi đó cả nhà. Ở đây nó còn một ít cái sườn sụn nè, nó rất là mềm ha, cái sườn nó rất là mềm. Rồi thẳng lên. Đó cho cả nhà xem sơ bộ như vậy ha, thì bây giờ
mình sẽ ăn một phần để cả nhà cùng cùng xem là nó cái hương vị nó sẽ như thế nào ha. Chị làm cho em một dĩa đi, nhưng mà lấy ít cơm thôi, hôm nay bị no bụng quá. Chủ yếu là lấy một miếng này để cho cả nhà cùng xem á. Lấy ít cơm thôi nha. Hôm qua thực ra là ăn rồi, cũng đã thẩm thấu được cái hương vị rồi, nhưng mà Thuận cũng muốn cả nhà cùng được xem một cái dĩa ăn, một cái dĩa cơm khấu nhục thì sẽ như thế nào ha. Cùng cảm nhận cái hương vị. Ủa giờ để chung hay là để riêng? Ở trong này là bao nhiêu cái gọi là cái hương vị ta? Mình gọi là cái gia vị hả? Gia vị. Chắc nhiều ha, em thấy quá trời. Giờ để chung hay để riêng? Để chung vô. Để lên luôn hả? Để lên luôn cho nó đẹp. Là một phần sẽ gồm một miếng vậy ha? Đúng rồi, một phần sẽ gồm một miếng. Hôm nay có canh củ, canh rau củ. Rau củ. Canh ngũ sắc luôn. Hôm qua là canh chua. Nè dạ. Con ơi, bưng đi cho chú nè con. Rồi ăn đó. Gì đây kìa? Rồi, xin chào cả nhà ha. Thì đây là phần ăn cơm khấu nhục của mình. Cơm tấm khấu nhục ha cả nhà. Đó. Mỗi phần sẽ có một miếng khấu nhục ha. Đó, miếng khấu nhục ha. Một phần như vậy là 40k, đó là công sức nấu nướng cái món này rất là cực khổ cả nhà, cho nên là nhìn bé bé vậy thôi nhưng mà nó sẽ rất là chất lượng ha. Nó rất là dày, với lại cái cách nấu nướng nó rất là công phu. Cho nên cả nhà xem và cả nhà sẽ có thể hình dung được là nó công phu ha, chứ không phải là một cái miếng ba rọi bình thường ha cả nhà coi nè. Đó, ăn mình phải tách nó đầy đủ như vậy ăn nó sẽ ngon ha. Nó sẽ hơi nhạt xíu nha, cái hương vị ngũ vị hương này được cái nhiều lắm, nói chung là đủ thứ gia vị trong này. Nó mềm, mọi người cũng có thể nói là nó giống như là cái thịt kho trứng mà rất là mềm á, thịt kho trứng rục á, nó cũng hơi hơi như vậy nhưng mà nó sẽ cái hương vị nó rất là khác nha. Nó sẽ không phải là nước dừa hay là cái này cái kia của thịt kho trứng ha, mà cái này nó hương vị của thuốc bắc nè, nhẹ nhẹ thơm thơm, nó rất là hay luôn. Cái món này rất khá lạ so với một số anh chị em cô chú mà người miền Nam không có ăn các món của người Hoa cũng như là ngoài Bắc nhiều thì sẽ không biết ha. Rất là hay luôn á, nó không hề bị ngán nha cả nhà, ăn nó rất là dễ ăn luôn. Cả nhà mà có chưa ăn tối á, thì cả nhà có thể ăn được hai miếng này luôn á, nếu mà để hơi đói đói á. Đó. Ở đây thì chị có cho thêm những cái phần ăn kèm, đó là dưa chua ha cả nhà. Đó, dưa chua thì giúp cho cái việc ăn ba rọi nó sẽ đỡ ngán hơn. Đó. Ở đây là canh ngũ sắc ha. Canh ngũ sắc này có cả bắp trong này nữa nè. Đó, bắp Mỹ ha. Rất là ngon luôn cả nhà. Canh cũng xuất sắc nha. Thank you.
Đây cả nhà coi cái phần da heo á cả nhà. Đó, cái phần da của nó kiểu nó hơi xanh kiểu gì á, rồi nó hơi cái màu cháy cháy nè, đó. Xong rồi ở dưới cái lớp mỡ vẫn còn rất là bóng ha. Đó. Xong rồi 5-6 cái lớp thịt nó kéo dài như vậy nè. Cái ba rọi này là ba rọi ngon, ba rọi sườn đó cả nhà. Đó, đây là một cái clip khá là ngắn để giới thiệu một cái món ăn cũng chỉ đơn giản, khá là đơn giản về hình thức. Tuy nhiên là về cái quá trình nấu nướng thì nó sẽ rất là kỳ công ha. Thì đã trưng bày ra đây rồi thì nó cũng không có quá nhiều cái để mình nói. Chủ yếu là cái hương vị nó rất là đặc trưng. Đó, cái hương vị đặc trưng lắm, ngũ vị hương rồi thuốc bắc rồi trong này. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người ở cái clip tiếp theo. Mình sẽ giới thiệu những cái món ăn khác có cái gì đó nó hơi lạ đặc trưng của cái món ăn đó ha. Cảm ơn cả nhà.